Kiểm soát sao thế lại được chưa? Đây nhá, để cho được tập thoải mái nhá. Một tháng sau thi lại. À này, một tháng sau thi lại. Nhân đôi phần thưởng. Đấy, nhân đôi phần thưởng luôn. Đấy. Hai là lấy cho mình tập. Đấy, tao là như một tuần luôn. Thế mà nói như từ sớm thì nó hôm qua nó lượng kinh khủng. Trưa là vodka nhá, chiều là vàng nhá, cũng là bia nhá. Đấy, như này, mình nhìn nó khí được. Chị có khí được. Chị tư mà thôi, năm tư mà thấy thật nhục. Chị có được khí nó nhục. Mày cùng mâm với tao nó nhục lắm rồi. Nó quê là được. Rồi, đấy ta thấy gì ạ? Luyện tập. Phải tập, kỹ năng chỉ có tập. Kỹ năng, định chuẩn, luyện kỹ, năng làm. Chỉ chuẩn, có mấy cái chuẩn nhỏ thôi. Nhưng phải luyện kỹ mà làm. Tôi chẳng hơi như mắng dày thật dày quá, chứng đáng luôn. Chứng đáng được. Tên này là nói về thôi, tên này tập tập anh Minh là thể hình để ý, các kiểu đi thằng body các em đúng không? Cái này ý chí, nó là mỏi cho phần đau. Cái này không mỏi là đau, không chịu đau thôi. Nó có gì nó có mỏi cho nó đau là gì? Căng cả người lên, tức là không được dọn lại. Mà ngoài là nó căng mỏi, nhưng mà đứng im là nó muốn cho căng người lên đau. Không được ngoại, nhưng mấy chị chửi là không thấy đâu nói. Cũng làm dùng chẳng vừa nói, anh tin vào chuyện thế. Khi mình nói mình quên đi rất nhiều. Nhưng cắn răng chị mà không được ngọt cái đầu. Nhưng đầu này, mông này, gót chân này thẳng, thẳng tưng. Và không được co tay lên, không làm được tại để im như thế. Thì nó bị kinh. Thầy đang báo biển cho lý do thất bại của em. Không, thầy hai thằng có tên tâm tập trung đâu, mày lo mày. Cái con lên mày. Này, đừng có khi nó mất cơm. Đẳng cấp, đẳng cấp. Hai chục phút nó mới tiến được. Bình thường cái này 30 giây, nó chỉ nhanh cái thử làm xem. Nhưng mà tại sao đây làm được? Làm một mình thì làm một phút là hết. Và tôi làm mình. Sống còn. Sống xuất sắc. Sống xuất sắc. Cái gì làm một mình một phút? Tôi làm mình ngày nhiều. Một phút là thấy thần kinh mẹ. Nhưng làm đây rất là thi một thằng 8 rưỡi. Một thằng trẻ con, vô vô là 8 thi luôn. Nó bảo là phải thế đấy, cầm mẹ một bố mày mày yến hự phát cho thằng nào hơn. Có nhiều không, mình phải có cái gì đấy. Mày nhắc lại ạ, núi sông dễ chuyển bạn thì các bạn phải có một gì xuất sắc, có thể trong hết cho băng nghe hát băng nghe bài sắc đâu đấy, thì có xuất sắc là đam mê luôn. Yêu nhau yêu cả lối đi, ghét nhau ghét nhau chi mà hôm nay tôi dạy đó là nhân hiệu. Các bạn có một gì xuất sắc hơn nào thì khác, chứ là sao không phải làm gì cả. Cái có gì xuất sắc, không làm gì hết. Vì một cái ma lúc đầu tiên, cưới người một cô gái. Thế nó cười vui quá, thì cưới mẹ luôn. Thế nhà đấy phải. Vì thấy mỗi ma lúc đầu tiên thích thôi. Vì cái mà cái ngực trắng, cái người một gái, là nó vẫn bung. Thế nào, yêu nhau, yêu cả tôi đi, ghét nhau. Mà phải luyện tập, tất nhiên phải tập. Thì không thể tập làm đâu. Có ba chữ thôi, tập. Hơn thì khác thì dễ. Nói nhỏ như là không ở đâu dễ xuất sắc ở Việt Nam, không ở đâu dễ xuất sắc ở Tâm An thì không đứa nào thực tập, đứa nào cũng em biết thừa, tôi làm thật. Hai cái chai đội quá dễ đúng không ạ? Này, có gì đâu ạ? Đội đi, đội cái này lên này, kinh như này, đội đi. Có đội nhiều chứ, đội xuống cùng mặt, không phải đứng dậy luôn kinh. Cố tình đổ, nó cùng hết đường đường nó dạy. Học bố này này, khinh tất, đội cho nó cùng người. Anh làm gì nữa cho ta nể, nhắc lại nhỉ. Núi sông dễ chuyển. Thôi là tôi kỹ về nhân nhiệm. Khi mình định vị được mình là ai quý cả, ai thương cả. Là một lần ăn mãi mãi. Nhưng mà là một lần mất tí. Để hiểu sâu sắc. Rồi câu hỏi, thắc mắc. Nó làm nó sau này, tí làm ăn hàng sau nhỉ? Hôm nay chưa nó làm cái làm ăn hàng. Cô Huyền dạy cái làm ăn hàng, tất nhiên tôi sẽ dạy, dạy nhiều thứ. Nhưng mà dạy cuối cùng là nhân hiệu. Nó định chuẩn. Tôi là ai? Dạy mỗi môn tôi là ai? Rồi câu hỏi thì mấy giờ thôi? Rồi câu hỏi nhanh đấy, câu hỏi nhanh. Khó nhất trong bán hàng là kỹ năng đặt câu hỏi. Khó nhất trong kỹ năng sống là kỹ năng đặt câu hỏi. Còn là tôi dạy các chị trước một ngày thì kỹ năng câu hỏi. Lãnh đạo giỏi, hỏi hay, làm thuê hay, nhà nước chỉ dạy cái chuyện làm thuê thôi. Lãnh đạo giỏi, làm thuê hay, trả lời giỏi. Hỏi một câu đi, nghe lên.
tôi xin được. Bình thường là tốt nhất, bình thường ngủ từ 11 giờ đến 3 giờ, bình thường. Sau tôi làm việc ở 4 rưỡi giờ đấy, tôi ngủ tiếp đến 5 giờ. 5 thì dậy. Ngày nào tôi cũng nghĩ từ cái đoạn mà từ 3 giờ đến 4 rưỡi là tôi nghĩ nhiều thứ trên đời. Nhưng mà trưa thì tôi được thần tài. Tôi ngủ lúc nào được ạ? Thế cái nhìn tôi ngủ này. Nhìn nhé. Tôi đứng tôi ngủ được. Xem tôi ngủ lúc nào nhé. Nhìn lại này, tôi ngủ lúc nào nhé. Nhìn cái mặt đây này. Nghĩa là trước khi tôi giật đấy, là tôi ngủ. Tôi đứng ngủ được. Còn ngồi ngủ thì không nói chuyện gì. Ngồi thì ngủ có tư được. Nhưng tôi đứng thì ngủ được. Còn ngồi ngủ thì có tư được. Còn tới 5 thì 30 giây cho tôi ngủ luôn. Vô tư. Tôi là thường hơi bị vô tư. Lúc nào như câu trong ngôn tôi giật. Chàng trai lãng tử mãn mãi 3 tuổi. Tôi là chàng trai lãng tử mãn 3 tuổi. Thầy bao nhiêu tuổi? 3 tuổi là thương mốt. Hoặc là 20 tuổi là thứ 3. Mãn 2 tuổi là 20. Hoặc là 3 tuổi là thương mốt. Tôi sống như trẻ con này. Ai chửi tôi chẳng quan tâm. Bố mà thích như trẻ con. Thì cho nó sướng. Tôi trẻ là gì ạ? Nhớ chẳng? Khỏe, nhanh, khéo, liều, kiếm bộ bắn. Tôi là tuổi sức khỏe trẻ, nhanh nhẹn này, khéo léo này, khỏe mạnh này. Đấy. Và tiến bộ thế. Khi nào anh chị thấy không tiến bộ là bắt đầu già rồi. Khi nào thấy không mạnh mẽ là bắt đầu già rồi. Khi nào thấy không khéo léo là bắt đầu già rồi. Đấy, tôi lúc nào tôi mới nhớ thôi. Lúc nào tôi cũng là trẻ. Sức trẻ. Nó tôi tập đến dùng tập bóng đấy. Đặt đội chai, đội nước, đội lung tung hết tập đấy. Thế lúc nào cũng phải tập như thế. Đây là cái này đúng không? Thử cái nhá. Thấy thật. Nước này nước gì vậy? Nước bẩn là không tốt. Nước bẩn chẳng qua là tiêm vaccine. Nước bẩn nước sạch khác gì nhau đâu. Nước sạch có vitamin. Còn nước bẩn là tiêm vaccine. Thế nó làm đồng ý. Đúng không? Nhiều diễn cho tởm hơn không?
Rồi kinh nhá. Vâng. Ô, mình biết con chuột kinh nhá. Nhưng mà hiểu này, thế biểu diễn đúng rồi, đúng biểu diễn này. Để thay đổi con đồ ủ của người. Tôi không biết làm quên được ta. Mẹ có thằng hết mình thế. Đấy, đây là cố tình đấy, tôi nói cho tôi. Mình ta cố tình này. Đội một năm thì cái ủ. Bạn thức chơi mà ta giảm tiếp. Chùi môi giảm tiếp. Mẹ ta giảm đọc khiếp luôn. Bây giờ nghe một điều vậy. Đấy. Rồi, câu hỏi nhanh nhanh đấy. Đấy, cũng nặng vậy. Đấy nhắc lại nè. Không đâu dễ xuất sắc mà mở. Không đâu dễ xuất sắc mà tôi mang. Tập thêm một tí thôi. Chịu đựng hơn một tí thôi. Tập kiên tâm. Một phút thôi. Dễ xuất sắc lắm. Mà nhớ là gì ạ? Đẳng cấp. Chật chật. Nhất. Một tràng vỗ tay những người ở lại đây. Bỏ về đi đâu, tự hẹn thế nào đấy. Tôi quen về, không quan tâm. Cái gì học 11 giờ, tôi chạy 11 giờ, 22. Tôi chẳng quan tâm gì. Tôi thấy thích chính tôi, chúng tôi vượt qua chị làm gì. Khó nhất vượt qua chính mình như thế. Và chính chưa phải đánh đổi. Đánh đổi. Đa số chúng ta là không đánh đổi được. Vì sao? Định chuẩn trước mà. Liên tục thay đổi, liên tục so sánh. Chứ một số là, nó về sao? Vì trước khi đến nó định đã. Thế là về. Cho nên chính nó về. Thì hẹn một thằng mặt mẹ nó đến thì sao? Kiểm tra nó học con này. Nó sợ gì? Bao nhiêu hẹn? Vì học tôi là chỉ mỗi hôm nay thôi. Các bạn nói chuyện khác. Còn bớt cái này thì được cái này. Nghĩa là khó nhất trong một công cái sống để chỉ nhớ này. Được và mất. Đánh đổi những được và mất. Được. Được. Mất. Chúng ta sợ mất trên không được gì cả. Những người về là sợ người này trách. Sợ mất người này, sợ mất kia. Và sợ mất thì được, không được gì. Bạn sợ cái gì? Thì phải sướng được. Mình tưởng lại mình được gì? Gặp cho mình khách mình được gì? Mình làm cho mình được gì? Nhưng đa số ta khi làm với cái gì là thấy cái mất trước. Cho nên là thấy cái mất có làm không ạ? Điên. Đa số là chúng ta thấy cái mất rồi. Còn tôi bây giờ thấy cái được. Ít nhất mình gặp một khách hàng người ta từ chối rồi nhỉ? Mình được mới năng lực rồi nhỉ? Chinh phục người khác, thuyết phục người khác. Nhớ là lời từ chối là một thách thức khả năng thuyết phục của mình. Đây. Quen căng và thầy chả có nói chuyện được từ chối cái đấy ví thử của lời bằng bằng cả anh hùng thẳng việc có là nửa thứ ba ra ta thử sức nếu mà bán hàng cứ bán là được thì ngoài thì bán hàng là không còn nghề bán hàng nữa nghề bán hàng tồn tại thế nào ạ không có từ chối thế rồi không có từ chối cần bán hàng không thì hiểu rất sâu sắc nghề bán hàng chỉ tồn tại khi còn từ chối. Không còn từ chối là có mặt hàng không? Có chứ mặt hàng là không từ chối thì phải mặt hàng đâu. Hôm sau tôi sẽ nói ông Hoàng Quốc về mặt hàng để xem. Không có cơ hội gì chị. Kiếm được rất nhiều tiền. Ông Hoàng Quốc bán hàng, người ta từ Hoàng Quốc đây. Nói cũng hỏi cổ về mặt hàng. Không, tôi sẽ không có cơ hội. Câu hỏi, câu hỏi nhanh lên. Chưa về đâu. Hỏi nhiều về. Về sớm, biết nó gọi, có gì chưa? Làm sao để phát hiện được tính viên chống đối như các bạn đầu tiên? Phát hiện được tính viên các bạn đang thể hiện thái độ chống đối. À, đừng quen thôi. Trăm hai. Nghĩa là, tôi nhìn thì biết này. Nhìn này. Nhưng mà khó nhất là ai thằng ai. Tôi phải định chuẩn mà không từ chối ra đâu. Không từ chối ra đâu. Mình phải định chuẩn. Nghĩa là khó nhất là gì? Ai thằng ai. Trong mọi thứ là định chuẩn trước. Nhất là dòng gì thì... Người ta lại dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở thơ mới về. Thế là lúc đầu là ai thắng ai, còn sau sau là thơ chuẩn đấy. Thế bắt cảm được ngay, nhìn cảm được ngay. Thế là tôi chẳng thấy gì cả. Hôm nay như thế lắm, cứ dạy cho con đâm sắc vào cổ này. Đi về trai đầu tóc này, bên đứa lít này. Học 3, 4 dạy con mới kinh. Còn tôi phải tấn vào đứng ngó để đâm sắc vào cổ. Muốn về sớm mà chưa giỏi. Nhưng mà quan trọng nhất là tại sao những đứa sau làm được ạ?
làm giúp tôi được ạ. Tôi chỉ là gì ạ? Tin, tin tôi. Đấy, tất cả nhân sự của thầy đều biết kỹ năng đấy ạ. Đều làm được hết ạ. Nhưng mà không làm được kỹ năng. Thời gian để các bạn đầu việc hay là các bạn làm... Dung! Anh lên, Dung rồi. Anh cười 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 gì đây? Cái câu chương, cái câu chương. Chút anh chưa ạ. Từng làm nào. Bắt đầu đi làm từ ngày nào con? Hôm nay mấy? Hôm nay mấy? Hôm nay mấy? Xuân bóng, bảo tôi đi. Đứng được con Lăng. Được rồi, cứ đứng được con Lăng. Đầu tiên làm cái này, không làm cái này cút, tao chạy tiếp. Đây là tính kiên trì đấy. Rồi, đứng được con Lăng. Bạn đất ngày đêm. Làm mấy ngày được? 3 tiếng. Thầy mình đứng đông đông ngày 11 thì làm tổng cộng 3 vòng. Đứng 3 vòng được rồi thầy. Không, phải, đứng đông đông chứ. Từ về nhà hay đấy? Không, ở cơ quan cho cháu tập. Không cần phải nghỉ luôn. Không cần phải làm nữa. Cho ăn rồi thầy. Đấy. Đấy. Đông đông. Đấy. Đúng rồi. Đấy đây, đây. Và cùng ngày. Thầy ơi, thì trong quá trình phỏng vấn của thầy và thầy đưa ra... Không hiểu hả? Không hiểu hả? À, đến là tức là... Đến là làm được. Tập được 5 báo thầy lại chứ, không tập được đấy. Không sao biết là em vô cùng yêu tâm Việt. Em vô cùng yêu tâm Việt, cái chó nó vô cùng yêu được. Làm đi con. Em chả biết là vô cùng yêu gì cả. Các bạn nào không làm được... Nhiều đứa, yêu tâm Việt nó chưa về luôn. Em chưa có học bóng ạ? Không, hai quả người đúng đứng đấy. Đấy. Đông bóng thử tập đi nhắm mắt lại đó. Đấy, tập nhiều lắm con ạ. Cái bài mình cần tập cứ tập đâu như này. Bài này tập trước này. Đây. Ta lại tập đông bóng. Có bạn nào mà kiên trì mà không làm được không vậy để lúc phải nghỉ không? Lâu nhất là bao nhiêu các bạn làm được? Đấy, nay nó được ngày xưa. Ngày xưa là mới trở thành. Bây giờ vì đó cộng đồng mình đấy trẻ con làm được. Ta dạy trẻ con mà chưa có bột mà làm được ngay. Vì đó mirodon ấy phản chứ luôn nó nhập tâm luôn chứ không phải học gì cả. Nhưng mà tại sao lúc phỏng vấn thầy không quan tâm đến các kỹ năng thái độ mà thầy quan tâm đến điều này? Tao chả quan tâm gì cả. Mấy thứ nào không kia tập tao không quan tâm đâu. Tao không bỏ nửa câu. Cứ vào việc cứ phải tập ra. Sao đấy tập đấy? Tại sao thầy lại quan trọng cái này hơn cái kia? Thì tập tập ra kiểm tra được không? Em vô cùng yêu tâm Việt, chẳng biết. À. Thầy đánh giá cao ở đây là phải kiên trì. Kiên trì. Tâm. Đầu tiên là cũng rất là nghìn lần. Thì tôi sẽ làm một học bài. Mày biết tung này. Tao tung này. Tao bây giờ vẫn làm cái này. Một ngày mấy nghìn lần tao biết. Tao sẽ học đi nó tao tập như thế này. Đấy, cả nhặt cái này tung. Cái này tao. Ít nhất một tiếng. 15 phút xong. Trà điện xong 15 phút thì tung. Tao tập trên đồ trang. Vẫn tập xuống nó. Thì tao tập xong nó xuống nó được. Mà làm sao hiểu kỹ năng được. Và tao rất tự tin sao? Đây này, tao giỏi nhạc chúng mày. Đúng mà khóc kè rồi. Thế tao nó tuổi ra là gì ạ? Ngồi hữu lượng chỉ chế độ. Chế độ nào? Chế độ do mình chậm tạo ra. Tiền mà tao có thiếu rồi. Thế tao nhà to này, con hai đi học Tây này, tiếng Anh 8 điểm nữa. Thằng làm trưởng ban dầu khí, vợ tao làm hai lương luôn. Vợ đó là tiền mà điên này, cái tiền của tôi là tiền cho dài à. Bà lương hưu 5 triệu, lương là trưởng bếp trưởng 20 triệu, không chi tiêu hết. Nhưng ông ở chung con trẻ thì điện bà cứ tiêu hết cái tiền đưa tiền cho bà. Không làm gì tao, tao biết cái tiền gì tao. Đưa tiền vào cho dài à? Nhưng mà ông ở chung thì cái tiền điện mà đóng. Không đóng một lần vào được thì bà tắt điện cho tôi còn điện. Ơ tao cùn lắm. Nào ô xin 5 triệu nào. Tiền điện 5 triệu nào. Hết. Bên tòa nhà nó bảo đây tòa ngang quá. Mẹ ấy. Mày cho nó 500 nào nó người rồi. Mày đấy, cái gì về kinh doanh? Mày cho 500 nào cho người bạn. Đấy, cái gì về kinh doanh? Không gì là không thể. Cho 500. Khó quá tao bảo chị bớt vào này 200. Không, đây không cần cậy nữa. Thank you.
tập là gì? Đây tôi không phải là tiền mà xử lý tình huống. Thế là tập xử lý tình huống trong mọi trường hợp mình cần là mình cứ làm. Chứ ta là cứ phụ thuộc tình huống ngoài. Thế là xử lý tình huống đấy. Đừng có sinh ra cái gì cả. Kiểu nào có cửa mà nó mà thoát ra. Nhưng mà ta đa số là gì ạ? Toàn bị áp đặt từ bên ngoài. Cái mục đích mình nói đến 10 giờ, mình nói 10 giờ. Đuổi thì tính sao? Cho mấy thằng chặn cửa đánh nhau. Cho mày đánh nhau thì tao để tao nói. Thế là cái chuyện tập là vượt qua giới hạn. Và lúc đấy chúng ta chỉ tìm lý do thôi. Tại vì đổ tại là từ hại, không có gì lý do cả. Tôi chỉ tìm giải pháp thôi. Tôi nói 10 giờ, tôi nói 10 giờ. Cung cấp cho nó 2 triệu. Mày nói 12 triệu đi, tôi thua chính nhận. Mày cứ nói đúng không? Đúng 2 triệu, đúng 2 triệu đi không? Thì mình chấp nhận thì thấy lần khác, thì phải lần khác. Còn 500 thì thử nói 10 giờ. Nghĩa là gì ạ? Đứng đổ tại lý do cứ chỉ bán hàng đi. Đừng bao giờ đổ tại cả. Mục tiêu là xong. Mấy? Kéo 20 ạ. Mình thấy chân mỏi rồi.
cho em hỏi. À, làm thế nào điều khiển thiện cảm ạ? Thì mình cứ phải đầu tiên cái tâm mình tốt trước khi đến nhỉ, nhất định mình giúp được người ta, bắt đầu từ khởi tâm, vạn xá pháp duy tâm tạng. Thứ hai là gì ạ? Tướng không bắt trước người ta. Tại sao mình yêu trẻ con? Tại sao vui lại đi? Tại sao mình yêu trẻ con? Không, nó bắt trước mình. Không qua qua cường thế lắm. Mình nó kia. Em cần gì? Cô đưa nó cười tét tét. Không biết gì cả. Tét. Thì người ta nói thế nào mình nghe. Người ta sướng nghe. Đây, tay đâu. Nào, tay đâu. Mắt nhìn. Nói to được. Mắt nhìn. Tai nghe. Đầu gật. Miệng nhắc. Tay chép. Thì mình lắng nghe người ta. Chưa ta. Mắt chấp chơ. Miệng đớp đớp. Mặt trong hớt. Đầu gật như đầy phần. Đầu gật nhớ nhất. Không à. Ôi dồi ôi, thôi xuống nữa. Còn xuống nữa không? Ôi dồi, bác kỳ kỳ này. Cái này mà xếp ăn chết em rồi. Ôi dồi ôi. Cảm ơn bác này. Thế nào là bác? Tiếp nhờ. Tôi mới giúp gia đình người ta khỏe mạnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì tự nhiên mình muốn tâm là tốt đó. Không ai làm được chữ tâm kia mới ba chữ ta lắng nghe hỏi han. Nếu mà cái chị bán, tôi chưa nghiên cứu, cái chị bán chủ yếu cho đại lý đúng không? Thì bán cho ai? Bán cho thuốc à? À bán lẻ à? Đấy, nhưng mà nếu mà bán một lần thì bán nhiều lần, nhiều lần. Hiểu người ta nhổ cây là sao biết không? Đứng rễ phạt cảnh. Chứ thân quen với cả nhà người ta. Cháu làm gì, ông làm gì, bà làm gì. Đến hỏi chuyện trước là bán xong. Nhưng mà trên cục điện thoại thì... À bán điện thoại đi. À thì nghe giọng người ta. Nghe giọng rất quan trọng. Nghe nhạc hiểu. Hôm nào tôi đến tôi nghe với chị một hôm. Nghĩa là tôi ngồi cạnh cái chị tôi. Bật loa lên nghe là tôi phân tích. Tôi chuyên dạy cho call center về ten, call center mobile phone, call center Vinaphone. Nghĩa là cái đầu tiên là gì? Đây tôi tập trên nghe điện thoại. Tập lên là đây tôi làm phần tập luôn. Làm một bài tập thôi ạ. Đấy nhá. Chị cầm đi. Tôi reng reng chị nghe thế nào. Đổ chuông nhá. Reng reng thì nói luôn đi. Nói như là chị tôi được gọi chị, tôi đi gọi cho chị. Tôi mua thuốc này. Alo. Tại vì sao hỏi tên trước? Rồi, dạ, để cho cô gọi, dạ, cô, cụ, không, anh cho em biết tên A.
tên gì là có thể trực tiếp thế này, chứ qua điện thoại không bao giờ được tên là gì. Thế